Không biết xanh cái gì mà nặng quá trời đâu mọi người. Em máy bơm đấy, máy bơm mới dinh về, mới thu về. Đằng sau đây hai cái bộ đi đất đứng với lại một cái bộ dựa nằm 50 lít. Sánh đi ra đi. Hai cái đi đất đứng nhiều lắm. 50 lít. Đi ra bộ dựa nhiều lắm. 50 lít. Máy bơm bự không mọi người? Quá bự luôn. Máy bơm này hút được, đẩy được, thoải mái nha. Thường người ta dùng bơm nước ở phòng cháy chữa cháy hoặc bơm nước đẩy trên lầu cho những cái bồn lớn. Rồi nó hơi mờ đây này, mọi người nhìn kỹ nha. Cái thông số kỹ thuật này nó hơi mờ một xíu. Mười một kilowatt, 15 HP. Những cái này là nó chỉ bị chóc lớp sơn ra thôi ha, không sao hết. Máy bơm lớn này á, họ mua để phục vụ bơm nước nhưng mà chắc là cũng ít xài nên còn mới lắm. Bên mình mới mua về chưa có làm vệ sinh, chưa có đại tu lại, chưa có rửa, cho vậy mà nó vẫn còn bụi nguyên. Khách hàng yêu quý nào của bên em cần sử dụng cái máy bơm nước này thì mình vui lòng liên lạc với bên em nha. Máy đảm bảo còn chạy ngon. Cái kíp ống nó cũng bự luôn ạ. Cỡ 460 quá. Cái đầu nằm đây luôn. Đẹp luôn. Nặng lắm. Mới ống người khanh mới được đấy ạ. Ghi thì phải 42 kg không? Không biết bao nhiêu ký mà rất nặng. Máy bự này phải nặng rồi. Tạm biệt mọi người nha. Em có cái máy bơm mới mua về. Mọi người cần vui lòng liên lạc với bên em theo số điện thoại 0978 535953. Thanh lý giá rẻ luôn mọi người ạ. Tạm biệt mọi người.